Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Danh Thu của Vũ Đại Gaming. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em quay trở lại với MU Online Season 10.2.3. Và nội dung của video ngày hôm nay mình sẽ show cho anh em cũng như là hướng dẫn anh em cách build nhân vật Rune Rooster làm sao có thể đi trên ở cái map cuối. Và map mình muốn hướng dẫn cho anh em ngày hôm nay đó chính là map Karutan mới. Level yêu cầu là 1450. Và ở cấp độ này thì sức mạnh của quái vật khá là lớn anh em ạ. Và ở cách build ngày hôm nay anh em có thể thấy cho mình là hiện tại tốc độ đẩy của mình chỉ là 236, nhưng sau khi sử dụng skill book thì nhé, sau khi mình sử dụng skill book này Fit Fire Mastery thì speed của mình sẽ là nâng lên max speed 280 đến 280. Và trước khi đến với hướng dẫn tăng điểm thì chúng ta sẽ đi đến bài quái trên cái đảo nha anh em. Đây mình sẽ tên ở bài Hotspot để lựa thử xem sức mạnh của em nó như thế nào. Căng nha. Ui khá tụt máu khá là nhiều. Dù là max speed đây anh em ạ. Đam thì nó sẽ rơi vào khoảng 7.5, 8. Solo hơi cực chứ anh em. Mà vật được cũng máu khá là nhiều. Lượng cột điểm AG là gần như là hết bao nhiêu nó sẽ hồi lại bấy nhiêu, không quan trọng. Lượng đam thì hiện tại là 1.561. Đây là cái chưa bút nha anh em, chưa có bút gì cả. Ây da. Cũng là trên được anh em ạ, với lượng là hơn 12.000 máu. Rồi, đầu tiên đến với bảng C. Bảng C của mình ngày hôm nay thì sẽ là 464 điểm và sức mạnh đủ để mang được cây vũ khí. Và nhanh nhẹn sẽ là 724 cộng với 981 sẽ là khoảng 1700 điểm nhanh nhẹn anh em. Còn lại tất cả điểm mình sẽ dồn hết xuống năng lượng. Và năng lượng cơ bản của mình sẽ là 1950 và vốn tăng thêm sẽ là 1436. Tổng vốn của mình nó sẽ rơi vào khoảng là hơn là 3000 anh em, 3.3350 đấy. Ở khoảng đấy. Rồi tiếp tục đến với bảo thuộc tính. Ui chết anh em. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với vật phẩm sử dụng trong ngày hôm nay. Trang bị mà mình sẽ sử dụng trong ngày hôm nay đó chính là một cái cảnh cấp 5 khá là ngon anh em. Vì ở server test thì anh em có thể thấy cảnh cấp 5 này đổi hai dòng là 7% sinh giảm và 7% double, thật là tuyệt vời anh em ạ. Ước gì nếu như mà chúng ta có thể sở hữu đó ở server chính thì khá là nhiều tiền đấy nha. Rồi mình sẽ sử dụng cho nó một set là set Lightning Gun và yêu cầu cấp độ sẽ là 1500. Ngoài ra mình sẽ sử dụng cho em nó cặp vũ khí là Excellent Apple, vũ khí level 1400 cộng 15 với bao option và được tăng thêm 40 điểm star. Và sử dụng một cặp khuyên tai cấp mới đó là khuyên tai Verdant, yêu cầu level 1550 để tích phạt trái. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với bảng Master level 400. Ở bảng Master level 400 thì mình sẽ vì đi trên là PVM nên mình chủ yếu là sẽ tăng 10 điểm vào giảm khả năng hư hỏng đồ đi nhé. Và chúng ta chỉ cần lấy 9 điểm ở cột thôi AG thôi. Anh em có thể thấy dù rằng tốc độ đẩy của mình là tối đa nhưng mà khả năng phục hồi của cột tím AG của mình gần như là hoàn hảo. Khi mà con số mang lại là luôn là 1300 anh em, không bao giờ tụt xuống được nữa. Và ở đây thì mình sẽ lấy là 13 điểm cho việc tăng vốn năng lượng nhanh nhẹn và sức mạnh. Ngoài ra phòng thủ mình sẽ lấy 20 điểm để có thể đạt được mốc là 4.550 phòng thủ anh em. Và ở cái cột skill thì kỹ năng thì mình chỉ là tăng 20 điểm vào tăng khả năng gây đam pháp thuật và 20 điểm vào minh máu, nhưng mà 20 điểm vào bảo vệ la thì chúng ta còn được bảo gần như là 12.000 khá là hoàn hảo đấy anh em ạ. Giúp cho game tù trong quả đi trên rất là tốt. Tiếp tục ở cái bảng tấn công. Bảng tấn công thì mình sẽ lấy 20 điểm vào Magicum Strangler để có thể có được 41 điểm đấy Magic. Và mình sẽ tiếp tục là chỉ lấy là 10 điểm ở ô minh mắc của các thuật và sẽ lấy 10 điểm cho đúng cổ đá cũng như là thương giá. Rồi, khả năng tên khá là ok đấy nhé mà. Đi đăng KDA thì là 0.46.
nhưng mà lượng đam gây ra khá là dày. Hiện tại con Gunnarsson là một trong những nhân vật hot ở server 9 và mình cũng hy vọng là anh em có thể chơi nó nhiều hơn, giúp cho Gun có được lượng người chơi khá rộng rãi ở trong server. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến với bảng Master level 800. Ở bảng Master level 800 này của nhân vật Gunnarsson chúng ta thì vì sau khi mình sử dụng Win 5 thì chúng ta sẽ không cần tăng vào hố phòng thủ như là lượng đáp gây ra bởi Win 4 nữa nhé anh em. Mà bây giờ chúng ta sẽ dồn đến tất cả các điểm còn lại vào đáp plasma quả cầu bỏ tôi anh em. Và chúng ta tăng hết 20 điểm cầu trên để có được lượng sát thương từ quả cầu tốt hơn. Ngoài ra chúng ta phải tăng tiếp là Gun mua cho skill Grunting Frame để chúng ta có thể sử dụng skill Master 5 anh em. Để nhưng mà anh em không tăng ô này, tất cả ô này lên 20 điểm chúng ta sẽ không sử dụng được skill Master 5 đâu anh em ạ. Rồi, đó là sơ qua về bảng Master level 800. Tiếp tục chúng ta sẽ đi đến với bảng Master 5 level 1200. Sau khi đạt được cấp độ 1200 và làm nhiệm vụ thì chúng ta sẽ có được khả năng là đi làm nhiệm vụ của Master 5. Và trong quá trình đi trên thì chúng ta mở thẻ và chúng ta sẽ mở được tất cả các bảng này. Và mục tiêu mà anh em có thể hướng tới cho mình khi mà đi trên PVM thì anh em có thể ráp thẻ Master 5 như sau. Đối với bao nhiêu extra card thì chúng ta sẽ sử dụng là AOE Dam anh em và lượng Dam gây ra được đông. Ngoài ra tương tự mình sẽ chỉ cần nói một ô màu xanh đặc biệt tương tự cho ô màu xanh là cây và ô màu tím nhé. Với màu xanh nhất biệt ở phố bên phải thì mình sẽ lấy lại Element Attack Power để có thể gây ra đam phút đít từ map nhỏ tới đến map lớn. Thứ hai là mình sẽ sử dụng là tăng đam của Win cảnh cả Win cấp 5, cảnh cấp 5 anh em lên 116 điểm. Cái thứ ba thì mình sẽ tăng map đam cấp phần. Cái thứ tư thì mình sẽ lấy phòng thủ của thuộc tính. Và cái thứ năm mình sẽ là lấy tăng Battery Attack Power lên. Đấy, và cả cuối cùng là mình sẽ lấy tăng đam. Đối với bên trái thì mình sẽ lại làm tăng khả năng gây đam thấp nhất lên, tăng nhanh nhẹn lên 52 điểm đó, tăng skill attack lên 70 điểm, tăng năng lượng lên 52 điểm và tăng lượng đam hoa lên 91 điểm và cuối cùng là tăng tốc độ đam. Đối với màu xanh là cây và màu tím thì mình sẽ lấy là xuyên giá để xe lần đam tiếp bộ đam và cũng như là tăng skill của Master 5. Đấy, đó là những cái cơ bản cho việc tăng thẻ nhân vật Gunnarsson. Và anh em sẽ cùng mình chiêm ngưỡng khả năng gây đam của em nó. Và nếu như anh em cảm thấy thích cái video này hôm nay thì đừng quên để lại cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye.